Chào bạn, lại là Nguyên đây. Nếu như các bạn là những người quan tâm đến kiếm tiền online thì chắc hẳn các bạn đã biết đến công cụ ChatGPT hoặc là đã nghe nói đến nó. Vì sau vài tháng ra mắt, nó đã làm náo loạn cộng đồng và hầu như là rất là nhiều những cái tính năng hay ho và những cái công dụng mà ChatGPT có thể hỗ trợ công việc cho các bạn, đặc biệt là những bạn làm về marketing hoặc là MMO, có thể tận dụng nó để đơn giản hóa được công việc cho mình và tạo ra được rất là nhiều những cái content hữu ích. Và trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể ứng dụng được công cụ ChatGPT này vào trong công việc một cách hiệu quả, một cách thực tế, một cách chi tiết nhất. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn truy cập vào kênh của Nguyên thì hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái nút chuông thông báo này, chọn tất cả để các bạn có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video mà mình up lên kênh. Và hãy đừng quên like video này để ủng hộ cho mình, để giúp mình có thể nhanh chóng đạt được nút bạc trong năm nay nhé. Ok, và trước khi đến chủ đề chính thì hãy bấm cho mình một nút like video này nhé. Trong video này, Nguyên sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách để các bạn ứng dụng ChatGPT vào marketing. Cụ thể là với những bạn mà làm content hoặc là đang phát triển website, hoặc là các bạn có thể là một người làm affiliate marketing, hoặc các bạn đơn giản có thể tận dụng những cái hướng dẫn chi tiết này để các bạn có thể trở thành một freelancer, một người làm việc tự do, để các bạn nhận những công việc tương tự như này để làm cho những đơn vị hoặc là những cá nhân họ có nhu cầu phục vụ công việc nha. Và video này thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cái cách ứng dụng nó vào trong lĩnh vực marketing. Khi mà các bạn làm marketing thì cái content nó quyết định đến cái thành công của một cái dự án, hoặc là nó sẽ tạo ra được cái sự chuyển đổi rất là quan trọng. Và với ChatGPT thì các bạn có thể ứng dụng trong content marketing bằng cách là các bạn có thể ứng dụng nó để có thể lên những outline cho các cái bài viết ở trên website của các bạn. Các bạn có thể tạo ra được những đoạn văn bản, những tiêu đề và những nội dung cho các cái trang web, các blog. Và nó có thể tạo ra những cái tin nhắn tự động để các bạn chăm sóc khách hàng. Hoặc các bạn có thể dùng nó để tạo ra một cái kịch bản để sản xuất video và viết ra mẫu email marketing, cũng như là tạo ra các cái nội dung quảng cáo. Hoặc là thậm chí các bạn có thể dùng ChatGPT để biến nó thành một cái công cụ dịch thuật văn bản tiếng Anh. Nếu như mà các bạn làm cho thị trường nước ngoài, các bạn hoàn toàn có thể xây dựng những website bằng tiếng Anh nhờ ChatGPT. Hoặc với những bạn mà có cái nhu cầu mà có thể viết sách nhưng mà các bạn cũng không biết bắt đầu từ đâu, các bạn cũng có thể dùng ChatGPT để lên outline cho các cái sản phẩm sách của mình. Và nói đến cái danh sách các cái công dụng như này, tuy nhiên cũng rất là nhiều bạn sẽ không biết được vậy thì làm như nào để nó lên outline cho bài viết, làm nào để tạo ra các văn bản tiêu đề. Thì một cái việc rất là quan trọng trong việc mà các bạn sẽ ứng dụng hiệu quả với ChatGPT đó chính là các bạn cần phải sử dụng những câu lệnh chính xác để giúp cho ChatGPT có thể trả lời cho các bạn một cách chính xác. Và trong video này, Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình đã ứng dụng ChatGPT ở trên 4 nền tảng như thế nào. Và đặc biệt với những bạn mà làm marketing ấy, thì những cái nền tảng như là Facebook, YouTube, website thì các bạn hoàn toàn rất là quen thuộc rồi đúng không? Nhưng cái cách để các bạn triển khai nó như nào thì trong video này mình sẽ chia sẻ chi tiết nhé. Thì đầu tiên, cái nền tảng đầu tiên ấy mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nền tảng Facebook. Và các bạn có thể ứng dụng ChatGPT ở trên Facebook để các bạn có thể tạo ra được nội dung cho các bài đăng ở trên Facebook của các bạn để nhằm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa, giúp cho cái Facebook của mình, trang Facebook cá nhân hoặc là page cá nhân ấy, có thường xuyên có những cái bài đăng mà có cái thông tin hữu ích nhằm quảng bá sản phẩm hoặc là xây dựng thương hiệu. Và hình thức thứ hai đó chính là các bạn sẽ có thể ứng dụng ChatGPT để tạo ra các bài quảng cáo ở trên Facebook với một cái sản phẩm nào đó bất kỳ bằng những cái câu lệnh ở trên ChatGPT. Và cái ứng dụng thứ ba đó chính là các bạn có thể viết một cái bài review để các bạn dùng làm tiếp thị liên kết ở trên Facebook. Và mình sẽ demo cho các bạn từng câu lệnh cho từng cái tính năng này một nhá. Đầu tiên ấy, các bạn có thể sử dụng ChatGPT để các bạn tạo ra một cái câu lệnh, đó là viết một bài đăng trên Facebook. Cái phần chữ đỏ đỏ này mình bôi ấy để nhằm mục đích đó là các bạn nhấn mạnh được là khi mà các bạn muốn dùng nó để đăng một cái bài viết nào đó nhằm một cái mục đích gì ấy, thì các bạn hãy thay cái mục đích của các bạn. Giả sử đây mình ghi là viết một bài đăng Facebook để thông báo một cái chiến dịch khuyến mại của khóa học kiếm tiền online của Khởi Nguyên đúng không? Còn nếu như các bạn có một cái sản phẩm như là sản phẩm thời trang chẳng hạn, như là để thông báo một chiến dịch khuyến mại của áo sơ mi nam dành cho nam đúng không? Đó, các bạn cũng thể hoàn toàn ghi như thế, hoặc các bạn thay thế các cái nội dung nhằm cái mục đích của các bạn. Đó, khi các bạn viết cái câu lệnh này ra thì ChatGPT nó sẽ trả về cho các bạn cái kết quả này. Đó, ví dụ như đây, chào các bạn này, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một cái chiến dịch khuyến mại tuyệt vời. Và nó viết nó rất là chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ demo cho các bạn, và từ cái việc mà nó đưa ra các thông tin đó thì các bạn có thể lọc lại và các bạn lược bỏ những cái nội dung mà nó không có chính xác ấy, thì các bạn sẽ biến nó thành một cái bài hoàn chỉnh và các bạn có thể đăng ở trên Facebook.
Còn nếu như trong bài viết này thì nó không có chi tiết về cái chiến dịch khuyến mại như nào, thì mình ở đây mình sẽ viết lại một cái câu lệnh chi tiết hơn nữa. Ví dụ mình sẽ ghi là viết một bài đăng trên Facebook để thông báo chiến dịch khuyến mại của khóa học này, 29.990 khuyến mại còn 25 triệu trong một ngày. Đó thì cái kết quả của ChatGPT nó sẽ trả về này, nó sẽ ghi chi tiết hơn. Đây là tin vui này, chỉ trong một ngày chúng tôi đang giảm giá này, nó sẽ nó còn ghi luôn này, tiết kiệm cho bạn đến 4.990.000 đồng. Và nó rất là cá nhân hóa nha, nó sẽ cá nhân hóa và các bạn có thể dùng nó để tạo ra những cái content quảng bá ở trên Facebook một cách rất là hiệu quả. Rồi, ngoài cái việc mà các bạn tạo ra những cái bài đăng để tạo ra chiến dịch khuyến mại ấy, thì phần thứ hai đó là các bạn có thể tạo ra các bài đăng quảng cáo, thì mình cũng sẽ share cho các bạn cái câu lệnh mà mình đã dùng với ChatGPT. Câu lệnh của mình đó là viết một bài đăng trên Facebook để quảng cáo về. Và cái phần bôi đỏ này thì nó cũng để cho mình nhấn mạnh là nó quảng cáo về cái nội dung gì đấy. Thì các bạn hãy thay cú pháp này thành cái cú pháp mà cái sản phẩm mà các bạn muốn quảng bá. Ví dụ ở đây mình demo cho các bạn là các bạn chạy affiliate đi, một cái chiến dịch app, tải app có tên là Tinex đi, để kiếm tiền online để nhận ngay 20.000, thì nó sẽ trả cho các bạn một cái bài có cái kết quả như này. Đó, bạn muốn tìm thêm cách, bạn muốn kiếm thêm thu nhập trực tuyến mà không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức, vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Đó, thì cái bài đăng của nó sẽ giới thiệu chi tiết hơn, và với những bạn mà không có ý tưởng ấy, hoặc là bí ý tưởng về content ấy, thì có thể dùng ChatGPT. Đó, nếu mà như bạn nào mà mình không biết viết như nào cho nó hay, thì hãy viết những cái câu lệnh này ở trên ChatGPT nhé. Còn nếu mà các bạn viết chung chung, viết một bài đăng quảng cáo thì nó sẽ không biết các bạn quảng cáo về cái gì và trong cái quảng cáo đấy nó cần nhấn mạnh về điều gì đó, thì các bạn cần phải ghi chi tiết vào. Rồi, ngoài ra thì nếu như các bạn muốn dùng ChatGPT để viết ra một cái bài review, ví dụ các bạn đang làm affiliate cho một khóa học kiếm tiền online đi. Giả sử các bạn muốn làm một người tiếp thị liên kết cho các khóa học của Khởi Nguyên nhé, thì mình sẽ đặt một câu lệnh này: kể một câu chuyện trên Facebook danh xưng là tôi, với nội dung để truyền thông điệp quảng cáo cho khóa học kiếm tiền online của Khởi Nguyên. Giả sử như vậy thì nó sẽ demo cho các bạn một câu chuyện mà mang tính tôi luôn nhé. Tôi từng là một người đam mê công nghệ và luôn tìm cách tận dụng những ưu thế của Internet để kiếm thêm thu nhập này. Đó, một ngày tôi nhận được giới thiệu. Nó kể một câu chuyện mà nghe rất là có tính người nhá, tính hồn người ấy. Thì đây mình đã ghi nó là danh xưng là tôi. Thì nếu mà các bạn chỉ hỏi nó chung chung ấy, thì nó sẽ không đưa cho các bạn cái thông tin chính xác được. Đó, mà nó nếu như các bạn cá nhân hóa cái nội dung để các bạn đặt ra câu lệnh ấy, thì nó sẽ trả về cho các bạn cái nội dung nó sát thực hơn và hoàn toàn là mang cái tính chuyển đổi cao nhá. Đây, ví dụ như một cái câu chuyện này. Đó, thì nó là một cái lời giới thiệu mà giúp cho các bạn cũng có thể làm affiliate. Với những cái sản phẩm khác thì các bạn có cứ thay cái cú pháp này đi thôi. Đó, các bạn có thể thay những cái thông điệp quảng cáo cho cái gì đó là nó sẽ trả về cho các bạn. Rồi, đó thì với cái việc mà ứng dụng ở trên Facebook như này thì các bạn sẽ không bao giờ bị bí ý tưởng. Các bạn cũng có thể xem lại video này để tua lại những cái mẫu mà cái câu lệnh của mình ấy, và các bạn có thể thay thế những cái câu lệnh này để thay cho cái sản phẩm mà các bạn đang muốn biết ở trên Facebook. Và nó rất là đa dạng các sản phẩm với nhau. Các bạn càng viết nó chi tiết bao nhiêu thì nó sẽ trả về cho các bạn cái thông tin nó càng cá nhân hóa bấy nhiêu. Và phần thứ hai thì Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà các bạn ứng dụng được cái ChatGPT này ở trên YouTube như thế nào, đặc biệt với những bạn mà làm công việc sáng tạo nội dung, thường xuyên đăng những cái video ở trên YouTube này. Các bạn hay bị gặp vấn đề như là, đầu tiên là bí ý tưởng vì video, thứ hai là các bạn lại mất thời gian viết ra cái mô tả video này, các bạn không biết là làm tiêu đề như nào cho nó hấp dẫn, các bạn làm hashtag như nào, hoặc là các bạn không biết cái từ khóa tìm kiếm thường về cái lĩnh vực mà các bạn đang làm ấy, thì những cái từ khóa nào hot, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng ChatGPT để tìm và hỗ trợ cho các bạn cái phần này nó cực kỳ là nhanh chóng. Rồi bây giờ mình sẽ demo cho các bạn một vài cái câu lệnh nha. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ dùng ChatGPT để tìm ra những cái ý tưởng nội dung cho video. Ví dụ bây giờ mình đang làm trong lĩnh vực về kiếm tiền online thì mình sẽ đặt ra một cái câu lệnh cho ChatGPT, đó chính là hãy tạo nội dung cho video YouTube chủ đề là 5 cái cách kiếm tiền cho học sinh. Đó, đây là mình đã có một cái chủ đề rồi nhá, thì mình sẽ yêu cầu nó tạo ra nội dung, thì cái kết quả nó trả về cho mình đây là như này: cách tạo nội dung chủ đề 5 cách kiếm tiền. Thì khi mà các bạn đã có cái content này rồi thì các bạn chỉ cần cầm máy lên và các bạn quay và các bạn nói về cái chủ đề này thôi. Ví dụ, chào mọi người, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cách kiếm tiền với học sinh. Cách thứ nhất đó chính là bán đồ cũ, và các bạn có thể tìm mua những đồ không còn sử dụng đến như là sách, đồ chơi, quần áo và bán trên các trang web
mua bán trực tuyến như là Shopee, Lazada. Đó, đây là một cái cách mà làm nội dung đúng không? Thì rất là ngắn gọn thôi, các bạn đã, nhanh chóng đã có một video rồi, không còn bị ý tưởng nữa nhé. Và nếu như các bạn bảo là không biết rằng mình, nhưng mà các bạn không biết làm cái chủ đề gì, vậy thì hãy dùng ChatGPT để tìm ra cái chủ đề, nội dung cho các bạn. Sau khi mà các bạn đã làm xong được cái video rồi ấy, thì trong quá trình mà các bạn up lên đúng không, thì các bạn sẽ cần phải có cái mô tả cho video của mình. Thì hãy sử dụng ChatGPT đặt ra một câu lệnh, đó chính là viết mô tả cho video YouTube chủ đề 5 cách kiếm tiền cho học sinh. Đó, này, nó sẽ viết cho các bạn nhá. Thì các bạn chỉ việc copy cái này rồi dán vào trong cái phần mô tả video khi mà các bạn tải lên thôi. Nó sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì các bạn để ý là trong phần trong cái phần mà làm video ấy, thì nó sẽ thường có những cái hashtag tìm kiếm. Thì nó sẽ nhằm giúp cho Google nó hiểu được là đây là cái video nói về chủ đề gì. Vậy thì khi mà các bạn đặt hashtag ấy, nó gặp khó khăn ấy, hoặc các bạn không biết đặt hashtag như nào, là nó sẽ truy vấn đến những cái đối tượng mà quan tâm đến cái chủ đề này. Thì các bạn hãy đặt cái câu lệnh cho ChatGPT, đó chính là viết 5 hashtag mô tả về video 5 cách kiếm tiền cho học sinh. Đó, thì nó trả về cho mình 5 cái hashtag luôn: kiếm tiền online này, part time này, bán đồ cũ, viết lách, làm YouTube cho học sinh này. Đó, thì các bạn có thể thấy nếu như 5 cái từ này các bạn thấy là nó, ồ, 5 cái từ này thấy nó có gì, có từ nào sai sai, ví dụ bán đồ cũ này sai, hãy đặt một câu là viết 10 hashtag về 5 cách kiếm tiền đi cho học sinh. Nó sẽ trả cho các bạn 10 hashtag, và trong đó trong 10 cái chắc chắn là các bạn sẽ lọc ra được ít nhất là 5 cái rồi. Đó, nên là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà các bạn làm content rất là nhanh, các bạn không phải nghĩ quá nhiều nữa. Rồi, ngoài ra thì trong quá trình mà các bạn làm ấy, thì nó còn có cái phần đó chính là các bạn sẽ phải điền cái thông tin từ khóa tìm kiếm vào để SEO cho web của bạn ấy. Là các bạn sẽ điền vào trong cái mục là từ khóa tìm kiếm liên quan ấy, là gồm những cái từ nào để trong quá trình mà các bạn điền vào ấy, thì nhằm do YouTube nó sẽ truy vấn cái người ta họ hay tìm kiếm cái từ đấy đến với video của bạn. Thì các bạn sẽ đặt ra một câu lệnh để hỏi ChatGPT là hãy viết 5 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất về cái chủ đề là kiếm tiền cho học sinh. Đó, thì nó sẽ trả về cho các bạn cái kết quả này: viết 5 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất cho học sinh. Đấy, kiếm tiền online cho học sinh, cách kiếm tiền cho học sinh, bán đồ cũ này, viết lách kiếm tiền, part time kiếm tiền cho học sinh. Thì nếu như mà khi mà các bạn để cái phần từ khóa này vào trong cái từ khóa tìm kiếm khi mà các bạn up video lên YouTube ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho những cái người học, nghĩa là những cái người ta thường người ta tìm kiếm những cái từ này này, thì nó sẽ truy vấn ra được cái video của các bạn. Đây là cũng là một cái cách mà nằm trong cái kỹ thuật SEO web mà các bạn cũng sẽ được học ở trong cái phần là làm video YouTube ấy, các bạn có thể học trong cái phần đó. Đó, thì nó cũng giúp cho các bạn đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt là với những bạn mà khi mà mới bắt đầu làm YouTube, không biết là làm thế nào để viết được video mô tả hay, không biết là cái từ khóa tìm kiếm cái video này nó thường là người ta tìm kiếm những từ nào, mà các bạn chưa biết cách để nghiên cứu từ khóa ấy, thì có thể dùng ChatGPT nhá, để có thể người ta nó truy vấn cho các bạn những cái từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Và với những bạn mà đang bí cái kịch bản để mà làm video ấy, thì các bạn hãy đặt ra cái câu lệnh cho ChatGPT là tạo một kịch bản để sản xuất video quảng cáo cho thì bây giờ các bạn muốn quảng cáo cho cái gì ấy, thì các bạn hãy viết vào đây. Ở đây mình demo cho bạn là mình sẽ viết một video quảng cáo cho khóa học kiếm tiền online dành cho dân văn phòng. Đấy, thì nó sẽ phân cảnh luôn này, cái kịch bản nhá, nó sẽ tạo ra là có bối cảnh này, phân cảnh 2 này, phân cảnh 3 này, phân cảnh 4, phân cảnh 5 này. Và nó sẽ định hướng cho các bạn là cái kịch bản này muốn quay quảng cáo thì nó sẽ có những phân cảnh nào, phân cảnh nào. Thì khi mà các bạn viết như này rồi, nếu mà các bạn vẫn cảm thấy là cái phân cảnh này nó vẫn hơi chung chung, các bạn muốn là nó phải có lời thoại cụ thể cơ, thì các bạn hãy tạo ra cái câu lệnh chi tiết hơn là các bạn hãy ghi là tạo lời thoại cho quảng cáo khóa học để kiếm tiền online dành cho dân phòng. Đây thì nó sẽ tạo ra này, là giọng nam này, giọng nữ này, giọng nam giọng nữ này. Và cái cách các bạn hỏi khác đi, các bạn hỏi sâu hơn, hoặc các bạn có thể là đặt ra một cái truy vấn mà chi tiết hơn nữa, ví dụ tạo quảng cáo cho khóa học kiếm tiền online dành cho dân văn phòng nhằm xóa bỏ cái rào cản về gì đó, thì nó cũng sẽ viết cho các bạn chi tiết hơn, và trong cái lời thoại này nó cũng sẽ nhấn mạnh đến cái điều đấy. Khi mà các bạn đã có nội dung rồi ấy, thì các bạn có thể tự quay video, hoặc là các bạn có thể dùng những cái phần mềm sản xuất video, và trong các cái phần mềm ứng dụng đấy nó cũng sẽ có cả người đọc luôn cho, nếu mà các bạn không muốn là tự nói, tự quay giống như mình quay như này,
thì các bạn có thể dùng những công cụ AI. Và trong cái khóa học kiếm tiền online của mình thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể là sản xuất ra những video mà không cần các bạn phải xuất hiện mặt, không cần các bạn phải nói. Các bạn chỉ cần có kịch bản thôi. Và kịch bản thì chỉ cần ChatGPT nó làm cho các bạn rồi thì các bạn đã được đơn giản nhất cái đó, thì các bạn có thể làm ngay cả thị trường Việt Nam hay thị trường nước ngoài, không có thành vấn đề, mà tất cả nó đã có AI nó hỗ trợ nên là nó đơn giản hơn cho các bạn rất là nhiều. Và những cái video đó thì mình sẽ demo và mình sẽ update cho các bạn ở trong cái chương trình học này, nên là các bạn hãy yên tâm. Và phần thứ ba đó chính là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn ứng dụng ChatGPT phát triển cái website, blog của các bạn. Thì với ChatGPT thì các bạn có thể là dùng nó để tìm kiếm ra những cái từ khóa liên quan đến cái chủ đề mà các bạn quan tâm, để tạo ra những cái ý tưởng viết bài ở trên blog. Hoặc các bạn lên cái outline, lên cái sườn cho bài viết này. Ví dụ như trong một cái chủ đề này, outline của nó cần có nội dung gì, chủ đề như thế nào, và gồm có những phần nào thì nó cũng sẽ lên outline được. Và các bạn có thể tạo ra các cái tiêu đề hấp dẫn cho các bài viết của mình, để các bạn chọn lọc xem cái tiêu đề nào hay, tiêu đề nào có thể thu hút khách hàng, và các bạn tạo ra được cái nội dung cho bài viết. Thì với những cái phần này là cái tính năng của nó thôi, còn những cái cách thực hành như nào, cái cách mà gõ như nào để nó giúp cho các bạn có thể trả về những cái kết quả để các bạn ứng dụng được công việc, thì đó mới là cái phần quan trọng. Và các bạn đừng lo, vì trong video này mình cũng demo cho các bạn luôn cái cách mà mình ứng dụng, mình đặt ra cái câu lệnh với ChatGPT. Và các cái lĩnh vực khác các bạn hoàn toàn có thể thay thế cái nội dung mà mình đặt ra cái câu lệnh, thì các bạn chỉ cần thay thế đi thôi. Giả sử như ở đây bây giờ mình đang muốn tìm kiếm những cái từ khóa liên quan đến cái chủ đề về kiếm tiền online hot nhất hiện nay, vì mình đang làm trong lĩnh vực kiếm tiền online, mình sẽ đặt ra cái câu lệnh cho ChatGPT, đó chính là 20 từ khóa liên quan đến chủ đề kiếm tiền online hot nhất. Vậy thì nó sẽ trả về cho mình 20 cái từ khóa này, bao gồm affiliate marketing này, dropshipping, thương mại điện tử, rồi viết blog, YouTube, rất là nhiều. Đó, và từ 20 cái từ khóa này thì bắt đầu mình mới có ý tưởng là trong cái lĩnh vực affiliate marketing, trong lĩnh vực kiếm tiền online này thì sẽ có affiliate marketing này, viết blog này, dropshipping, rồi YouTube, rất là nhiều, đúng không? Mình sẽ chọn ra một cái từ khóa nào đó, và từ cái từ khóa đấy mình sẽ lên outline cho cái, lên cái outline là lên cái sườn bài viết ấy. Giả sử như ở đây mình sẽ chọn một cái từ khóa đó chính là affiliate marketing, cũng là một trong cái cách kiếm tiền online, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết, mình sẽ yêu cầu ChatGPT lên một cái outline là cái sườn bài viết ấy, cho cái cho một cái bài viết là kinh nghiệm làm affiliate marketing cho người mới bắt đầu. Đây, mình sẽ lên một cái outline như này, thì nó sẽ trả về cái kết quả cho mình là outline thì gồm có phần giới thiệu này, thứ hai là cơ bản giới thiệu về affiliate marketing này, thứ ba là các bước bắt đầu này, thứ tư là các cái chiến lược để tăng doanh số này. Thì từ những cái nội dung như này, đúng không, thì mình sẽ có thể viết ra các cái bài viết con bên trong này, ở phần giới thiệu này, đúng không? Lên những cái sườn này thì từ những cái phần nho nhỏ gạch đầu dòng này, mình lại dùng ChatGPT để mình gõ vào cái yêu cầu của nó để giúp cho nó tạo ra những cái nội dung. Giả sử như ở đây, đúng không, có cái phần lý do nên làm affiliate marketing, thì mình lại dùng cái từ lý do nên làm affiliate marketing này, mình dán sang ChatGPT, viết 10 tiêu đề hấp dẫn cho bài viết lý do nên làm affiliate marketing. Đó, thì mình sẽ lấy một cái nội dung bên trong này, nó sẽ trả về cho mình các cái tiêu đề này. Và từ khi mà có những cái tiêu đề rồi, có outline rồi, thì các bạn hãy tạo nội dung cho nó. Ví dụ như ở đây, tại sao affiliate marketing là một cách kiếm tiền này, thì trong cái ChatGPT nó sẽ demo cho các bạn, nó hướng dẫn cho các bạn từng cái nội dung này, thì các bạn sẽ copy cái nội dung này thôi, và các bạn dán vào trang Word ấy, và từng phần một thì các bạn hoàn thành được một cái bài viết hoàn chỉnh. Đó là những cái cách mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể dùng ChatGPT để tạo ra các content. Khi mà các bạn copy ấy, thì các bạn có thể là sửa lại các nội dung, hoặc là nếu như mà những bạn nào mà muốn lấy luôn cái nội dung này để mà dán vào trong website ấy, thì các bạn nên kiểm tra trước ở trên một cái phần, nghĩa là cái bên trang web thứ ba, là xem là cái bài này nó có trùng lập với một cái bài nào đó y xí đúc không. Bởi vì nếu như mà nó trùng lập quá thì khi mà các bạn viết lên web của bạn ấy, thì nó cũng sẽ không có lợi cho việc SEO web lắm, vì nó làm cái bài giống như các bạn đi re-up bài viết lại ấy. Để có thể kiểm tra được một cái nội dung mà các bạn copy từ ChatGPT ấy, nó có bị trùng lập quá nhiều so với lại là cái nội dung gốc hay không, thì các bạn có thể gõ là web kiểm tra content, thì nó sẽ sổ ra cho các bạn 10 cái công cụ miễn phí trực tuyến để giúp cho các bạn có thể kiểm tra được các nội dung trùng lặp nhá. Thì mình sẽ vào cái phần 10 công cụ này, thì nó sẽ có câu này, cái công cụ đầu tiên là Smart SEO Tool. Đây thì mình sẽ truy cập vào cái trang này,
Rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ gõ cái nội dung vào bên dưới cái hộp này này và các bạn ấn vào phần check plagiarism để kiểm tra xem là nó trùng lặp với cái nội dung cũ hay không. Sau đó mình sẽ kéo bên dưới này, tích vào phần tôi không phải robot này, ấn vào phần check plagiarism này. Đó, và nó sẽ xử lý cho các bạn xem là cái nội dung này ấy, nó đã có ở đâu chưa và nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm. Ok, và sau khi mà mình đã dùng cái phần mềm Smart Cell Tool này thì nó sẽ kiểm tra cho mình này là cái này đạo văn khoảng 4% và cái độc nhất là 96%. Nghĩa là cái nội dung này thì các bạn cũng chỉ sao chép khoảng 4% thôi. Thì ngoài ra thì các bạn có thể dùng thêm các công cụ khác. Ví dụ như đây mình có dùng thêm một công cụ là Plagium này, thì nó cũng sẽ báo là trong hai cái tài liệu này đã có thể sử dụng cái văn bản mà mình cũng đã nhập vào. Thì cái điểm giống nhau của nó là 14,3%. Thì với cái nội dung mà trùng lặp khoảng 3% hoặc là dưới 5% ấy, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể dùng để các bạn ứng dụng nó luôn. Còn nếu như mà nó có cái tỷ lệ là giống trên 10% ấy, thì các bạn có thể nên sửa lại một chút để cho nó khác đi theo cái văn phong của các bạn. Và nếu mà trường hợp nó khác ấy, thì các bạn hãy dùng một cái công cụ khác. Đó là các bạn hãy gõ công cụ là trộn bài viết, viết lại content. Đấy, thì các bạn dùng công cụ là content editor này, .net này. Thì ví dụ như cái bài này nhá, cũng là cái bài này. Thì khi mà các bạn dùng cái phần mềm content editor này thì các bạn hãy dán vào đây, và content editor dán vào đây. Các bạn ấn cái nút mũi tên này thì nó sẽ viết lại cho các bạn. Nó đã thay đổi một vài những cái ngữ pháp này để nhằm khác cái cách viết đi, nhưng mà nó không thay đổi được cái nội dung. Ví dụ như bạn hãy tham khảo, đúng không, một số bí quyết sau, thì cái này bạn có thể tham khảo các bí quyết sau đấy. Đặt câu hỏi cụ thể thì nó hay là chi tiết, nghĩa là cái nội dung nó vẫn đầy đủ nhá. Rồi sau khi các bạn xào xong rồi, các bạn lại sao chép nó, quay trở lại cái trang kiểm tra này, rồi các bạn tìm kiếm nhanh đi. Thì sau khi mà các bạn thấy là cái việc trùng lặp của nó không còn quá nhiều ấy, mà nó đấy không tìm thấy tài liệu sử dụng văn bản của bạn đã nhập. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà các bạn viết khác đi một cái là nó đã không tìm thấy rồi. Hãy sao chép nó và dùng để đăng lên các cái trang web của các bạn. Hoàn toàn là hợp lệ, và cũng có thể từ đó mà SEO các cái trang web của các bạn để nó lên top Google mà nó không ảnh hưởng đến việc là các bạn đi đạo lại văn hoặc là nhái lại hoặc copy, nó không bị dính vào cái thuật toán của Google. Ok, và đó là cái cách mà các bạn sẽ ứng dụng nó ở trong website, mà khi các bạn viết nó content ở trên web ấy, thì nó sẽ không bao giờ bị bí ý tưởng và các bạn có thể viết ra được rất nhiều các bài viết khác nhau. Rồi, và cái ứng dụng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video hôm nay đó chính là ứng dụng trong email marketing. Với ChatGPT thì các bạn có thể là dùng cái câu lệnh để nhằm giúp cho các bạn có thể tạo ra được các kịch bản gửi email marketing liên tiếp trong thời gian các bạn muốn. Ví dụ mình đặt ra một câu lệnh đó chính là viết kịch bản email marketing gồm 5 email liên tiếp trong 5 ngày nhằm giới thiệu mật ong rừng. Đó, thì đây là một cái kịch bản mà nó cũng gọi là cái câu lệnh, nó cũng tạm được, nó cũng chưa chi tiết lắm. Nếu các bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó, ví dụ như mật ong rừng này, nguyên chất tự nhiên này, thì các bạn hoàn toàn có thể nhấn mạnh vào. Thì nó sẽ có này, email ngày 1 này, email ngày 2, email ngày 3, email đến ngày 5 luôn. Thì trong video này đó chính là 5 cái ứng dụng mà các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà các bạn làm content, các bạn làm quảng bá. Hay nếu như các bạn không phải là những cái người mà làm trong cái lĩnh vực này ấy, thì các bạn là những người mới cũng có thể học những cái kỹ năng này để các bạn làm thuê cho những người khác, làm freelancer, nhận cái job ở trên online. Vì rất là nhiều những cái cá nhân họ cũng có nhu cầu thuê freelancer để tạo ra những cái nội dung kịch bản như này, khi mà họ không có quá nhiều thời gian để mà họ tìm tòi để ứng dụng công việc ấy. Thì cái việc mà ChatGPT ra đời sẽ giúp cho những bạn mà bắt đầu trong cái lĩnh vực này có thể là dễ dàng, đơn giản hơn nếu như mà các bạn biết cách tận dụng nó với những cái công cụ bổ sung khác ấy, để có thể tạo ra được những cái công việc riêng cho mình mà tạo ra được những cái thu nhập vài triệu hoặc là cho đến vài chục triệu mỗi tháng. Ok, và mình hy vọng rằng với những chia sẻ ở trong video này của mình đã giúp cho các bạn đã biết cách ứng dụng ChatGPT vào trong việc là marketing ở trên các nền tảng Facebook, YouTube, website và email marketing. Và thêm một cái tip cho các bạn đó chính là khi mà các bạn sử dụng ChatGPT hiệu quả ấy, thì hãy nhớ bí kíp của nó chính là các bạn hãy đặt những câu lệnh chính xác, thì hãy đặt những câu hỏi cụ thể
Để ChatGPT có thể trả lời cho các bạn một cách chính xác nhất và các bạn hãy sử dụng cái ngôn ngữ tự nhiên ấy. Bởi vì ChatGPT họ xây dựng để sản xuất ra cái ngôn ngữ tự nhiên nhất. Hãy thử nghiệm nhiều cái câu hỏi khác nhau để tạo ra cái nội dung mà các bạn cảm thấy là nó hay nhất. Và phần cuối cùng đó chính là đừng quên cập nhật kiến thức của ChatGPT, bởi vì ChatGPT là một cái ứng dụng mà đang được nâng cấp và cập nhật liên tục những cái tính năng mới. Vì vậy nên các bạn hãy cập nhật những kiến thức của nó liên tục để có thể tận dụng tối đa được cái tính năng và ứng dụng của ChatGPT trong cái công việc của các bạn. Và mình hy vọng rằng video này sẽ hữu ích với các bạn, đặc biệt là với những bạn nào bắt đầu trong lĩnh vực về marketing hay kiếm tiền online hoặc là trong cái lĩnh vực liên quan đến công việc của các bạn. Và cũng như đầu video mình chia sẻ, nếu mà các bạn cảm thấy là video này hữu ích thì hãy đừng quên like và đăng ký kênh của Nguyên để các bạn có thể đón xem được nhiều cái video hướng dẫn chi tiết hơn nữa về ChatGPT cũng như là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng ChatGPT hoặc những cái câu lệnh mà hiệu quả với ChatGPT để nhằm cho các bạn khai thác được tối đa cái công dụng của nó. Và đừng quên ấn vào nút subscribe kênh để ủng hộ cho Nguyên nhé. Ok, thanh thanh, và cuối cùng mình đã hướng dẫn cho các bạn một video đầy đủ về cách ứng dụng ChatGPT ở trong marketing. Tất nhiên thì đây nó không phải là tất cả, nhưng mà đã đủ để cho các bạn có thể bắt đầu với những công việc về kiếm tiền online bằng các nghề content, hoặc các bạn có thể ứng dụng nó trong quá trình các bạn làm tiếp thị liên kết, các bạn sản xuất video hoặc các bạn làm freelancer. Và chúc cho các bạn sẽ ứng dụng được ChatGPT một cách hiệu quả nhất. Nếu mà các bạn quan tâm đến chủ đề nào, hãy comment ngay bên dưới video này để mình có thể có ý tưởng để sản xuất ra những cái video hay và dựa theo đúng cái mục tiêu mà các bạn mong muốn nha. Và nếu như mà các bạn đã theo dõi đến tận cuối cùng video này thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ là một cái người cực kỳ quan tâm đến lĩnh vực kiếm tiền online, thì đừng quên đăng ký kênh của Nguyên nhé để đón xem những video tiếp theo ở trên kênh của Nguyên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi đến cuối cùng và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.